sao các bạn lại có thể định giá doanh nghiệp lên đến khoảng 20 tỷ? Hiện tại em đang có 13 sản phẩm, công thức sản phẩm này không dưới 15 tỷ ạ. Sau 3 năm thì bạn đặt mục tiêu doanh thu bao nhiêu? Với sự tham gia của các sắc, năm sau chắc chắn em sẽ đạt được 15 tỷ và lợi nhuận không dưới 3,3 tỷ. Nhưng mà điều đó chưa có cơ sở. Nếu như mà cái cơ hội mà nó nhìn rõ ràng quá rồi thì nó chả còn là cơ hội nữa anh. 3 tỷ cho 20%. Nãy giờ chị nói rất rõ, chị nói là master franchise có là deal quốc gia khác. Cần thêm vốn, tôi có thể cho vay. Tôi cam kết mang doanh thu về cho bạn để khỏi phải đi vay. Chỉ có cái sự hợp tác này thì bạn mới có cơ hội. Còn nếu không thì sẽ là một cái chặng đường nó còn rất là dài. Thậm chí là có thể là không thể được.